Vâng, xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam. Hôm nay thì có gà Minh Dư F2 đẹp về mọi người, nên là Nương tranh thủ quay chia sẻ cho mọi người cái con gà. Hôm nay thì trống còn nhiều hơn mái mọi người. Mái về hôm trước thì gần hết rồi, hôm nay còn trống. Lông thì lông lá thì cũng rất là đẹp nha mọi người. Gà rất là cứng gà. Đấy, hôm nay mới về đây nè mọi người ơi. Đấy, cũng còn tầm 1.000 con hay gì á, hay là 2.000 con, đẹp lắm mọi người. Hôm nay quay cho mọi người xem. Thì gà mái thì nó chưa có trứng nhưng mà đít nó hơi mỡ xíu. Gà quá mập mọi người. Ngày này nuôi như nốt, nuôi nốt trấu mọi người. Cũng có thả ra nha mọi người, nhưng mà đa phần là gà này nhốt trấu. Gà này thì tầm 55.000 nha mọi người, tầm 55.000 đó. Đó là như vậy mọi người. Gà chân này nó thì hơi vàng. Đấy, chân nó vàng quá, mình không thích cái gà chân vàng như thế này nha mọi người. Gà chân vàng này thì bắt thịt ra mình không có tin tưởng lắm nha mọi người ơi. Vì nó nuôi nhốt vào trong trại á, nuôi nhốt trại giống như mấy cái trang trại to mà mình quay cho mọi người xem. Thì đa phần gà đó là chân nó màu vàng như thế này hết. Nó nuôi trại thì nó cho ăn cám công thức, nó cho ăn cám cái loại mà giống như cái loại đắt tiền đó mọi người. Nhưng mà thịt nó không được ngon nha mọi người. Đấy, gà này, đấy. Lông cũng đẹp, cũng có nhiều con thì nó ngon, nó đẹp, lông nó ôm, nó đẹp mọi người. Đấy, đấy. Nó cũng già, cũng cứng. Cái này thì cắt mỏ rất là xấu. Gà này thì nuôi nhốt trại người ta cắt mỏ không được đẹp mọi người. Người cắt mỏ người ta mướn người cắt chứ không phải nhà nuôi nha mọi người. Đấy, người trại cắt mỏ xấu lắm. Con gà mái thì nó nổ xù mà nó lại rất là to, đít nó rất là nở, béo. Đó, gà là nó như vậy mọi người. Đây là Minh Dư F2 nha mọi người. Minh Dư F2 to, khá là to mọi người ạ. Trống này phải tầm 3 kg nha, 3 kg đổ lại nha mọi người. Đấy, thấy chưa? Đấy, gà này thì nhốt nhiều hơn là thả mọi người. Theo như mình nghĩ thì đây là gà nhốt nhiều hơn là thả. Chân tay nó to và nó xù, nó không được than chắc như cái gà mà chân trắng trắng một xíu nha mọi người. Nói chung thì cái này bán đỡ thôi chứ chưa dám tin tưởng lắm vào cái thịt của nó mọi người ạ. Con gà mái thì mặc dù rất là ôm lông đấy, nhưng mà khi mình nhấc con gà lên thì nó bọc. Nó khi mà mình nhấc cái con gà lên á thì mình cảm giác nó mỡ mọi người, cảm giác nó mỡ ở cái đít của nó nhầy nhầy á, nó không được săn chắc nha mọi người, nên là không dám bắt nhiều. Đấy, gà con nào ngon thì bầy nào ngon thì mình nhìn là mình biết, mình kết là mình bắt nhiều ngay. Còn nếu như mà nó không ngon á, mà nó thì nó có vẻ như cái chân này nè. Đấy, chân mọi người thấy không, nó vàng này. Đấy, nó vàng khè, nó lại to xù nữa. Đấy, con gà rất là bở nhá. Đấy, cái này thì chiên thì ngon chứ luộc thì không ăn, ăn không ra gì mọi người. Nếu mà luộc thì nói thật là ăn nó không ra gì mấy đâu. Đấy. Gà chưa được ưng ý lắm nha mọi người, chưa được ưng ý gà Minh Dư. Gà bữa nay thì nó cũng không hút nha mọi người, không hút lắm, cũng đang ế mọi người. Nên là mọi người để ý ở ngoài đường người ta đi bán dạo rất là nhiều, có nhiều gà trại người ta còn non hơn này nữa, người ta đã suốt rồi người ta đi bán dạo mọi người. Đấy, bởi vì bây giờ sắp đến Noel rồi, có khả năng là sẽ rất là nhiều nhà ra gà, nên là người ta sợ, người ta tranh thủ người ta xuất trước nha mọi người, người ta xuất trước. Đấy, nhiều những con ôm lông như này thì đẹp nè. Đấy, đấy, nhiều cái con ngay tay mình đây nè. Đấy, như con đó thì đẹp. Đấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi, đăng ký kênh ủng hộ cho Gà Ta Miền Nam. Sẽ cố gắng chia sẻ thêm, và cũng có rất là nhiều anh chị gọi điện hỏi thăm, nhưng mà nói chung là giao ít quá, Nương không có đi được. Nói chung là hỏi xe hỏi cộ để đi giao xa, với lại số lượng ít thì không có nờ nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Gà, úi xời, trưa, bây giờ đang là trưa nắng nha mọi người. Gà chân to quá, chân to với thể hình nó cũng to quá mọi người. Thể hình nó tập tạ, to mà nó không chắc, người ta gọi là nó xù lông đó. Nên là thịt nó không được dai nha mọi người. Cái này, cái chuồng này thì nó nhốt, nó tầm hơn 100m² đó mọi người. Hơn 100m² đó. Nhốt tầm hơn 1.000 con đó mọi người. Hơn 1.000 con đó. Đấy. Còn thả rộng ra bên đây nữa này. Đấy, hơn 100 rộng hơn. Bên ngoài kia thì người ta trồng cây cảnh đồ mọi người. Người ta không có nuôi gà mà bên ngoài đó người ta trồng cây cảnh mọi người ơi.
đây nè. Đó, bên ngoài á, phía bên ngoài. Đây, phía bên ngoài này thì người ta trồng cây cảnh rất là nhiều nha mọi người. Nhà này nhà giàu mọi người ạ. Đấy. Đẹp chưa? Đã chưa? Đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau nhé. Xin chào mọi người.